Thôi, mày đi kiếm em ngồi. Cú tè à? Ai cú tè? Đây đang thành cú tè. Ai cú tè? Tôi nói vậy đang thành cú tè coi tôi thành. Tè à? Em ngồi trên. Ôi, ngồi trên là chồng ghen chết. Anh chồng một ghen chết. Đây là cú tè à? Vô đây không có ghen đâu. Không có ghen đâu, anh đâu ghen. Đi lên, rồi tới đây. Nặng. Đánh, cú tè. Nói cú tè coi. Ôi, chú chết đừng ơi, con gái chú chết. Con bắt tay với vợ chồng. Ôi, con sợ chú tí rồi. Đụng bàn tí. Bắt tay rồi. Bắt tay thôi, nó bình thường mà. Bắt tay giao lưu thôi con. Bắt tay giao lưu. Bắt tay giao lưu rồi. Cú tè, nói cú tè coi. Cú tè. Bắt tay Dũng coi. Mình Dũng. Dũng. Bắt tay coi. Cú tè. Cái gì mới mà. Máy em chú về rồi đấy. Đi đâu? Thôi bà quýnh. Đi đâu? Đó. Đi đâu? Hỏi mẹ. Lên nhà chị Thanh chơi ha. À, hỏi mẹ đi đây bà quýnh đó. Bà quýnh anh ấy, bà quýnh em đâu? Chị quýnh chị á. Cô tè à. Quýnh chị luôn. Kêu chị không? Phải kêu chị không? Một cô tè à. Ủa em rước lên sao quýnh nè em? Đi chạy rồi, chạy bà đâu em mà. Cô tè à. Rước chở sao quýnh còn? Ai quýnh còn? Ai biết à, chị nhớ tôi, chị nói chị nhớ ơi. Chị cho chở em chơi. Tí là cô tè lắc bàn quá con. Đây. Ủa sao rước lên chở sao đánh còn? Đó đừng bằng con. Chứ kêu bằng gì? Chứ bằng chị ha. Kêu anh tí được rồi thì mới được kêu bằng con nghe chưa? Kêu tí đàng hoàng mới chịu à. Tí ha. Cô tè. Mẹ coi chị đang thành giờ lát mà đánh trò ông chồng. Mua cho con. Mẹ nói cô tè coi, cô tè. Cô tè. Vui quá trời vui. Vui. Nói là vui rồi, vui. Vui nó kiếm bằng Thanh với tí mà thành vợ chồng. Trời. Bành nhà luôn. Trời. Trời. Nói nói gạch gạch. Đánh. Đánh. Nói nhức đầu. Đúng rồi. Kè ổng coi. Em với kì mà. Bạn không, bạn không nữa. Ở đâu kêu nhỏ lớn người ta không em báo em bé chồng em bé chồng chạy ôi ông ơi mệt quá nãy đi thăm bé Hoàng Anh vậy vui quá trời vui nãy đi thăm Hoàng Anh hả vui. Quá trời vui cô tè thanh giữa tí với Dũng con thương ai nhiều thương Dũng sao không thương tí nhiều tí đùng tí nào thương tí nhiều không sống chung nào giống gần gần vậy gần nhã vậy rồi chị nói nghe mà nghe nói với cái đầu luôn á con thương tí nhiều không nhiều không con nói cô tè coi cô tè coi cô tè thương nhiều không thương nhiều không mà mới vui những nhà chị chơi nha chịu không chịu nói em là đồ về nha em không về đâu em ở luôn em nhà chị về nhà chị chơi luôn không về luôn về luôn không về luôn cô tè thôi về đâu quánh đó đừng quánh em sợ quá em sợ chị nói nhà quá ê hôm qua chị cho chú cho giường cho hả chú cho giường con chưa nè uống đưa giường con hả chú cho điện con mà cho giường cái á nè ngủ hơn á coi chưa giờ ngủ cho mà giờ sao đem vô gấp anh không có vô sao không cho được đâu anh ơi bự lắm bài em bự lắm bài nhàn của em bự lắm không cho được đâu cô tè cô tè cô nói cô tè coi anh có sợ không quýnh đâu anh đâu quá này em dễ thương lắm quýnh đâu quýnh quýnh đâu quýnh nằm gì quýnh anh thay con dễ thương lắm anh này tí khỏe không? Tí khỏe không tí? Không. Con hỏi lại thăm, con hỏi thăm chị Thanh lại đi. Khỏe không? Đó. Chị Thanh nói hỏi chị Thanh khỏe không? Khỏe không? Nhiều không? Nhiều. Nhớ em không? Nhớ. Nhớ mới khóc đừng khóc nhớ, nha. Nhớ mới xuống gớt mẹ. Trời ơi. Mẹ ơi. Muốn đi lên nhà chị Thanh chơi nha mẹ. Nhớ mới xuống gớt nè. Gớt ai? Gớt tí. Gớt chị đi. Đi đâu? Đi đâu? Thằng nào gì? Trời đừng mốt đừng về rồi về khóc nha. 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 Bà cũng giống con bé thương vậy đó. Trời ơi. Dặn bao nhiêu lần mà mẹ cũng nghe là con chân mẹ có thương mẹ thương bé mà thương không thương con. Bây giờ vậy nè, con đừng nói nhiều. Con phải con bé cô tè coi, cô tè coi, cô tè. Cô tè ngồi bển vậy. Hôm nay nói con mình con nói không à mẹ. Ngồi bển kệ. Đây á thì chịu về. Hiểu không? Nè mẹ nói không. Dạ. Vậy đây con về không về luôn, con ở trên ngủ luôn. Em không có giường ngủ à, không đủ giường đâu. Em ngủ với chị được không? Chị đang lên thang. Dũng ngủ đâu? Dùng cái đất. Trời ơi, con ta ngủ với đất. Trời. Chơi kìa. Chơi kìa. Chơi kìa. Em nói chồng cho em ngủ với chồng chị đó. Chơi gì cho người ta ngủ với đất kìa.
Cô tè coi đó. Nói cô tè coi, cô tè coi. Tè à. Nữa cô tè. Kìa kìa hai 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 đứa đừng uống nước các con. Vô luôn rồi. Cô tè coi. Cái bỏ. Ôi cưng ly sao mẹ uống. Vậy cái bỏ này cưng quá đi nặng. Ông lên nào ông uống. Vô nè bà nội. Vô nè. Vô tè. Cô tè. Thôi kêu em có rồi, em có rồi, em có rồi, cô tè. Cô tè coi, cô tè. Cô tè. Uống nó không uống. Nó uống rượu ăn gan lắm mà. Mình không uống mình còn uống nó không uống nè mà. Vô. Mà, mẹ đâu? Mà nó còn không uống. Thôi đừng mới được đừng, đừng kêu mẹ. Anh uống ba lần. Kêu mình kêu nhiều. Kêu bằng bằng mẹ chứ mới được kêu mẹ giận á. Mẹ giận không? Mẹ khó lắm á, mẹ không dữ lắm á. Mẹ ơi. Mẹ. Nói rồi rồi. Nói cho mẹ tôi nghe. Mẹ chờ nghe. Nói mẹ. Mẹ. Con giận mẹ bao nhiêu lần rồi. Con giận mẹ bao nhiêu lần. Để chơi gì đó. Vậy sao, vậy sao không có Lộc đây cái nhắc Lộc. Ừ, không có Lộc cái hỏi Lộc. Giờ vâng ha, mốt bà theo anh nói vô nhà chơi ảnh đi. Ăn nhậu hoài à. Quỷ hà. Quỷ dễ sợ à. Không cho hả? Có cho Lộc kêu, à? Có cho Lộc kêu mẹ con mẹ không? Kêu kêu đại đi nhậu nhọ gì em. Ôi cho ơi, đó. Không chợ lắm. Trời, gì mà sợ. Nhát rồi đế vậy. Tí sáng ăn gì cho tí. Mừng quá, không ăn biết ăn quá, hỏi. Mừng hả? Không ăn biết ăn quá. Mừng chuyện gì? Mừng chuyện gì? Quá trần ngầu nè. Hả? Buồn quá trần ngầu nè. Chuyện gì mà không mừng? Sắp lấy vợ hả? Mẹ dẫn nó vô cổng tắm đi. Thôi đừng, em tắm rồi. Rồi, rồi, rồi. Mùi thôi rồi à. Mà bà nội ơi, bà nói nhiều quá bà nội, cô tắm rồi nãy giờ bà nội. Mẹ tôi. Mẩn quá à, nhận ngoài mốt không đi chịu luôn bây giờ nè. Ừ. Ta vậy chị chê, ta ở dơ. Ta giờ chị đang là nở giờ chị không tắm luôn á. Tắm trời à. Tắm trời à. Tắm trời. Tắm trời à. Tắm bên nào. Hôm qua còn mọi ơi. Giờ quá trời giờ kè bà. Thấy bà giờ kè bà nóng luôn kè bà. Trời ơi. Cô tè đó cô tè à. Cô tè à. Tắm hôm qua rồi. Cô tè coi. Cô tè coi. Cô tè buồn quá. Cô tè ơi. Cô tè. Thôi đừng nhận mà. Thôi cho. Chào rồi. Tắm trời à. Ôi. Trời à. Rồi chị Thanh giận rồi. Thôi đừng nhận chị Thanh em vui. Tắm trời. Bà nói nhìn đi. Ta la bơi ông trùm cái miệng ông trùm quá. Đi đâu cũng ai cũng nhìn chân á. Đi đâu cũng miệng không qua mây giận ớt luôn á trời. Không giận ớt luôn á. Ai không ớt? Chị Thanh á. Còn con? Con ớt không? Con mệt mờ. Con gấp 10 lần chị Thanh. Con gấp 10 lần mà Thanh luôn á. Không phải em nói gì, không phải em nói gì, em nói. Thôi đừng, em nói chị chơi đừng nữa chơi thôi, chị Thanh đừng buồn. Nhưng mà em nói dơi mà, cũng giận mà giận hờn. Ôi trời, cũng tè à. Thanh đi ngang gặp vợ chồng Thanh chỉ. Thích anh này đó. Ê, anh nói thích anh này đó nãy giờ mới đi ngang đó. Rồi con thích không? Thích ai? Thích Dũng không? Không. Tại sao không? Con thích Dũng. Chứ thích ai? Con thích Dũng luôn. Chứ thích ai? Con thích anh này được rồi. Anh được chơi dễ thương hơn. Lập hả? Lập dễ thương á. Nói cô tè coi, cô tè coi. Cô tè. Nói anh Dũng chọn rồi. Ừ, nó hoài. Bà là bà. Ôi, đừng nó kêu tao nói mà nói hoài. Mà nói như một lần tao nói hoài. Kêu nói đi chứ tao nghĩ luôn á. Người ta không nói nó kêu nói cô tè. Cô tè không à. Chứ mong là cô tè không là vậy á. Mẹ đừng nói nha. Mẹ nói anh ai giận mẹ luôn á. Đừng có mất mẹ. Mẹ. Con lại không nói đi. Con nói đến miếng đi. Bà ba lại không nói anh miếng đi. Con nhận hoài. Cái miệng mà không nứt là ai nó mà nói hoài nó mà ai. Ai nó mà không được anh cho. Trời cho mà nói thiệt vừa rồi. Bớt miệng ra đây. Ôm chùm cái miệng này. Mãi hả? Nãy giờ có nghe nói tiếng nào đâu mà nói giờ. Dạ mà tôi tè luôn bây giờ là tôi tè à. Mà tôi quá à. Ôi được rồi, thôi chưa, thôi chị Thanh thôi. Thôi chị Thanh. Cái cô tè là từ Thanh nó sang qua tí tới giờ nó nghiện luôn rồi. Tí dạ. Mẹ có ghệ luôn á tí. Có ghệ rồi kìa. Bà nói bà có gõ gà gõ gà kìa. Bà nói bà chói hen. Thề đi. Không. Bà thề tôi mới tranh. Không. Tí không được nói hổn với mẹ vậy. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ. Bên tay xin lỗi mẹ. Mẹ mới không vậy nữa. Không vậy cái nữa. Không vậy cái đi. Cô tè. Không có kêu mẹ mà xin lỗi nha. Mẹ xin con nữa. Đó giờ là kêu ai nghe nha. Không kêu mẹ thề vậy cho con. Con hứa với mẹ một câu là con không bao giờ. Không bao giờ nói mày nữa. Con nhà mới con muốn đi chơi hình đi chơi. Về Đồng Tháp phải không? Trời ơi đau bụng. Muốn đi ra Việt Nam chơi. Rồi về Đồng Tháp về vợ chồng Dũng Thanh chơi phải không? Dạ. Chị Thanh cho không nữa? Cho không Thanh? Cho không? Chịu không? Chịu đi chơi không? Cho tí lên chảnh chơi không? Đó. Cho. Dũng chơi chảnh đi cùng cá. Không, 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 không cá đâu. Không.
Em dẫn đi học nghề. Mày mà bà đâu? Em biết rồi. Lên trển hai vợ chồng Dũng Thanh dẫn con đi học nghề, lượm ve chai. Thôi à nha. Không chịu đâu mất tiền à. Ba bữa là lượm một xô. Ba bữa là chắc trên nhà là đi một tuần lễ thôi là cứng nghề liền. Đi lượm một tuần lễ là cứng ngày liền. Đó. Thấy không? Em để con lượm cái chai được không mẹ? Lượm tay xe luôn á. Xe luôn. Đi. Em ăn ăn. Chạy xe luôn á. Mới mua hình cho luôn á, chị con chị Thanh. Lượm xe luôn á. Dạ chị nói chạy theo tự quá à. Chạy xe có nghĩa là lượm về. Ai mua chậu ghiền, có ai mua chậu ghiền. Ba nhà em bé từ tiên. Hay quá. Bà hay quá. Cô tệ à. Mẹ ơi. Mới lo đúng chuột rồi một cái. Đây có ai bán xù liền không? Em bán xù liền được không? Bán trái đi. Mà nội, bạn nhiều quá, anh mặc heo quá. Anh nhiều quá à. Em bán xù liền. Sao anh nó bán xù liền? Thì em bán cho con trái đi. Rồi mẹ ơi. Chị làm cho em biết được chị. Mẹ ơi, anh chị nhập giáo kêu bằng con hơn. Đó mẹ đi, mẹ đi. Đó đó đi đó mẹ. Tụi con. Chị Thanh người mới kêu mà mới đừng kêu bằng con nha. Mẹ không có tiền. Con có tiền. Con có tiền. Em không có tiền. Chị mua không có tiền. Em không có tiền. Mua cho con trái thầu ghen đi. Gì vậy? Anh đầu họng luôn hen. Mua cho con. Anh đẹp trai quá à. Đẹp trai không? Chị Thu quá đi. Không cho phụ đó. Chú Phụ ở nhà rồi. Chú Phương. Chú Phương hả? Chú Phương đâu? Bên tay thưa chú Phương coi. Thôi chú Phương. Thôi chú Phương. Mẹ ơi, má có mẹ. Chú ấy. Anh Việt. Anh gì? Anh Việt. Anh Lập. Anh Việt. Anh Lập. Anh Lập. Anh Lập bên gì? Anh gì? Anh là đâu? Anh Việt. Anh Việt. Anh Kha. Anh Lập. Con này là anh Thắng. Anh Thắng. Rồi này là ai? Dung. Dạ, Dung. Của anh Lập. Chú Lập á. Chú Lập. Còn người này. Chú có vợ cho chú. Chưa. Sao không có chắc gợi đi theo luôn? Tôi chưa có vợ. Trời ơi trời. Tí chịu chú Phương không? Chịu lần á. Chịu lần. Chịu ba đó. Bây giờ chịu ba nè. Phải ra. Phải ra. Chịu luôn á. Phải ra. Chịu luôn á. Hả? Chịu ba ngồi đi. Ngồi đâu? Chịu ba chú Phương. Tôi nói mẹ tôi sống cười luôn. Cái gì vậy? Mẹ vui kìa phải con vui đâu. Mẹ vui kìa phải con vui đâu. Nhà ngoại mẹ vui. Làm ba cho mẹ mày luôn. Làm ba cho mẹ luôn. Chịu ơi. Hỏi chú chịu mẹ có không nè. Bó tay luôn rồi con ơi. Chú sợ con quá. Làm bay cho mẹ luôn. Làm bay cho mẹ con luôn rồi. Ở chú chịu mẹ con không? Không. Thôi một câu quá bận thôi. Làm bay cho mẹ luôn đi. Xuống. Gì? Sáng dạ. Ghé Hoàng Anh không? Bánh nào? Không có bây giờ bánh đâu. Con ở trong nhà rồi. Trời. Làm bay cho mẹ luôn đi. Chịu đó không? Chịu gì đó không? Chị đó. Chị có vợ đó. Sao vợ? Em không chịu. Sao vợ? Tại sao vợ? Em có quay bên Hoàng Anh không? Em có chồng rồi. Chồng đâu? Chồng đây. Trời ơi, kêu chồng ngọt ngớt chứ mà. Chứ bằng ông xã chứ chồng gì? Chồng với ông xã khác ha. Ông xã khác à. Chồng rồi, là chồng khác à. Ai đây? Này ai đây? Tí. Cái gì? Trúng. Vậy? Trúng. Trúng. Vậy? Đi xuống coi tí chuột. Rồi lại đi trúng lại đi. Có tí chuột hoài. Rồi chị nói hoài mạnh quá chị Thanh ơi. Tí chuột. Ừ. Được không? Ừ, giờ làm rồi đó, được chưa? Quá à. Chuột được không? Ừ. Các bạn cũng kêu con đi chuột mệt chết mà. Có ngày mệt quá nghe nó mệt nhức đầu luôn á. Ông nói nhiều thấy ham luôn. Mà, ông nói tao. Chị nói rồi. Nói rồi. Chị nói Thanh. Đổ xăng vô đi. Đổ xăng vô đi. Hết tội chưa. Đổ xăng vô đi. Đó, đổ xăng vô. Nước luôn rồi nè. Chị Thanh uống hết luôn rồi nè. Đây. Chị Thanh nhổ quá. Kêu chị Thanh vô quá. Nè. Mày không gái không gái. Uống cho nước luôn rồi nè. Ê, tao thương á. Ui, nó rẻ cho nhập chất. Nổ nghe chị uống đi. Hello, đi. Uống cho hết ăn luôn. Thôi bây giờ ba đứa chào khán giả ra đi. Chào khán giả coi chị đang. Mọi người đã yêu mến ba anh em tụi con. Nói đi. Yêu tụi con nhiều nhất. Bye bye. Chào. Giờ đó chị lên nhà chị Thanh chơi nha. Giờ đó bà nói gì vậy? Em một thì anh rồi. Không tè. Cũng như ai. Đó. Tất cả. Không chị Thanh luôn không? Không, nhưng chồng chị chết. Bọn nội cũng về cồn luôn á. Chị Thanh nhà đúng đuôi luôn. Chơi đâu. Cô này chơi cô. Hả? Kìa. Thôi đừng nghe. Chị đừng. Cô tè đó.
Chú đè là chị á. Thì hôm bữa con có đăng cái chú đè nói chuyện này cho anh nói chuyện đấy, để cho anh nói chuyện xíu nha. Nói chuyện đây, đổ con quần quần. Thì hôm bữa con có đăng cái clip chú đè nó luôn. Bây giờ để anh nói chuyện đi. Biết rồi mệt quá đi. Con có đăng cái hoàn cảnh của mình. Thì có một em tên là Thúy ở Singapore. Thì có gửi cho con là 1 triệu để giao lại cho cô với Tí nha. Để cô lo cho Tí nha. Rồi vậy cô bỏ tối đi mẹ đây mất. Bỏ tối đi mất á. Thì em đó là tên là Thúy ở Singapore. Thì có liên hệ với con mấy bữa nay rồi. Bữa nay con mới rảnh con mới đến trao tiền cho con ha. Mấy nay cô nói cô tè ra cô tè. Cô tè. Cảm ơn Thế và cảm ơn nhất. Cái chào nhất. Chào nhất. Chào nhất. Nói đi. Thì anh cũng cảm ơn Thúy nhiều nha đã gửi cái số tiền để trao tè. Cô đưa cho Tí cho Tí. Đó đâu con đếm 2 tờ đó nhiêu tiền? 2 nhiêu? 3 tờ. Bao nhiêu tiền? 3 tờ. 3 tờ nhiêu? 250. Nhiêu? 250. 350 hả? Hay quá, cô tè quá. Mày quá. Mừng không? Mừng không? Mừng quá. Dạ cho mẹ nào. Dạ cho mẹ làm mẹ. Thì anh cảm ơn Thí đã gửi cái số tiền này cho cô với Tí nha. Dạ. Chúc cho em nhiều sức khỏe và bình an, chúc cho quý cô chú Mạnh Thường Quân, quý vị khán giả luôn luôn mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui ha. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn Thí. Chúc mừng năm mới phát tài. Bây giờ cũng có gì vậy con? Thì bên con thì cũng có Mạnh Thường Quân gửi về cho gia đình.